Cô sẽ đi sâu về chuyên đề lý thuyết bài toán tổng hợp NH3. Thì bài toán tổng hợp NH3. Thì cô sẽ phân tích lý thuyết và sau đó là rút ra những cái điều mình cần lưu ý khi mình làm toán. Thì các em biết là khí NH3 trong công nghiệp được tổng hợp từ khí nitơ và khí hydro trong tháp tổng hợp. Có xúc tác bột sắt và nhiệt độ. Thì nhiệt độ nó cũng không phải là quá cao ha. Vì nhiệt độ cao quá thì nó sẽ không, cơ bản hóa học nó không chuyển dịch theo chiều tạo thành nhiều NH3. Thì cái bài toán tổng hợp NH3 mà tính toán bình thường thì cô không nói làm gì. Còn đây là bài toán mình tính theo cân bằng hóa học. Có nghĩa là ban đầu của cô là hỗn hợp khí A sẽ gồm được khí nitơ và khí hydro. Cô đặt số mol là AB. Được chưa? Vậy thì khi nitơ phản với hydro, đây là một phản thuận nghịch. Mà phản thuận nghịch nghĩa là sao? Nghĩa là lượng nitơ và hydro không tham gia phản hết. Vậy ban đầu này là A, cái này là B, cái này không có này. Vậy thì khi phản này không hết cho nên mình phải đặt cái số mol ban đầu vào, đặt phản vào x. Vậy thì hydro sẽ là x nhân 3 chia 1, vậy đây 3x. Và cái này x nhân 2 chia 1, cái này 2x. Vậy thì sau phản, tức là từ thời điểm cân bằng á, nitơ còn dư lại là A trừ X, hydro còn dư lại là B trừ 7, và NH3 tạo thành sẽ là 2X. Vậy thì sao vẫn hỗn hợp khí cô thu được là hỗn hợp B sẽ gồm khí nitơ còn dư, khí hydro còn dư và khí NH3 mới tạo ra. Khí nitơ dư sẽ là bao nhiêu? A trừ X. Hydro dư sẽ là B trừ 3X và NH3 sẽ là 2X. Như vậy á, đầu tiên cô có này, theo bảo toàn khối lượng này, theo bảo toàn khối lượng nha, thì có phải là hỗn hợp A sẽ bằng hỗn hợp B không? Hỗn hợp ban đầu bằng khối là hỗn hợp sao phẫn. Vậy từ đây cô có NA nhân M lớn của hỗn hợp A bằng NB nhân M lớn của hỗn hợp B. Vậy từ đây cô suy ra NA trên NB bằng M lớn B trên M lớn A. Đây là cái mình cần phải lưu ý đầu tiên. Đây là cái mình cần phải lưu ý đầu tiên nha, đúng không nha? Số mol tỷ lệ nghịch với M lớn của hai hỗn hợp. Rồi mình có thứ hai nè. Nếu cô lấy NA trừ NB, NA là bằng A cộng B này, còn NB là A trừ X cộng B trừ 3X cộng 2X, tính ra là bằng 2X. Như vậy từ đó cô có thể suy ra X bằng NA trừ NB tất cả chia 2. Đồng ý chưa? NA trên NB bằng M lớn B trên M lớn A là X bằng NA trừ NB trên 2. Rồi, nếu mà tính hiệu suất thì sao đây? Các em lưu ý trong phản ứng này, hiệu suất phản ứng này, hiệu suất phản ứng là được tính theo chất tham gia, tính theo chất tham gia chứ không tính theo sản phẩm đâu nha. Vì đây là phản thuận nghịch mà, tức là nó có thể tính theo nitơ hoặc là tính theo hydro. Muốn biết là tính theo nitơ hay theo hydro thì mình phải so sánh
Số mol ban đầu của nitơ là A. Chia hệ số của nitơ trong phẩm, hệ số cân bằng của nó. Tức là đây này, trong phẩm này này. Trong phẩm này là nitơ hệ số 1 này, hydro hệ số 3 này. Tức là lấy số mol nitơ ban đầu là A chia cho 1. Và số mol hydro ban đầu là B chia cho 3. Nếu mà A trên 1 mà nhỏ hơn B trên 3 thì ta sẽ tính theo nitơ. Ngược lại, nếu A trên 1 mà lớn hơn B trên 3 thì ta sẽ tính theo hydro. Còn nếu A trên 1 mà bằng B trên 3 thì sao? Theo ai cũng được. Hay nitơ hay hydro đều được. Đồng ý chưa? Và hiệu suất được tính bằng công thức là hiệu suất bằng bằng lượng phản ứng cô ý chữ lượng là phải đang khối lượng cũng được, thể tích khí cũng được và số mol khí cũng được, là lượng phản ứng chia cho lượng ban đầu. Lưu ý, nếu tính theo nitơ thì hiệu suất là bằng nitơ phản ứng chia nitơ ban đầu nhân 100. Nếu mà tính theo nitơ là bằng nitơ phản ứng chia nitơ ban đầu nhân 100, mà nitơ phản ứng là mấy? Đây, nitơ phản ứng là x nè. Nitơ ban đầu là A nè, là x chia A nhân 100. Tương tự, nếu tính theo hydro là bằng hydro phản ứng là 3x chia B nhân 100. Đó là những lý thuyết về tổng hợp nước 3. Nhưng bên cạnh đó, nó còn có một số lý thuyết khác nó có liên quan. Vậy thì cô sẽ nhắc luôn phần lý thuyết liên quan. Phần lý thuyết liên quan, nó liên quan đến vật lý lớp 10, đó là gì? Nếu muốn tính số mol một khí không phải ở điều kiện tiêu chuẩn thì N bằng B nhân V chia cho RT. Trong đó B là áp suất, đơn vị là ATM. V là thể tích khí, đơn vị là lít. Nếu mà khí chứa trong cái bình kín thì thể tích của bình là thể tích của khí luôn. Nếu mà cái bình đó chứa hai khí thì tổng thể tích của hai khí là bằng thể tích của bình chứa. Còn R là hằng số khí là bằng 22,4 chia cho 273. Còn cái T là tụi em lấy nhiệt độ C cộng thêm cho 273. Lấy nhiệt độ C cộng thêm 273, nhớ ha. Rồi, nếu như hỗn hợp khí của cô gồm nitơ và hydro, hỗn hợp khí này có M lớn trung bình thì M lớn này sẽ bằng này, M lớn hydro nhân số mol hydro cộng M lớn nitơ nhân số mol nitơ chia tổng số mol hydro cộng số mol nitơ. Rồi, nếu cô có một hỗn hợp khí trước số mol là N1, áp suất là P1, sau khi làm gì đó xử lý xong, phản ứng xong vân vân, rồi đưa về nhiệt độ ban đầu, thì thu được hỗn hợp khí sau phản ứng. Số mol là N2, áp suất là P2. Vậy cô sẽ có N1 trên N2 là bằng P1 trên P2. Nhưng mà nếu như hỗn hợp khí trước phản ứng số mol là N1, áp suất là P1, nhiệt độ là T1. Nhớ là T độ canh vi nha, là cộng thêm 2,173 vào. Sau đó cô xử lý, tức là phản ứng gì gì đó vân vân, thì cô thu được hỗn hợp khí sau phản ứng. Số mol là N2, áp suất là P2, và nhiệt độ chắc chắn là T2, không như T1. Vậy thì cô sẽ có N1 trên N2 là bằng P1 trên P2 nhân T2 trên T1. Đó là những lý thuyết cần phải lưu ý khi giải bài toán tổng hợp lớp 3. Bây giờ cô sẽ sửa cái bài đầu tiên cho các em. Rồi, bài này cho 4 mol nitơ và 14 mol hydro
vào Bình Phượng. Hỗn hợp thu được sao vẫn. Có số mol bằng 16,4 mol. Đều gọi là tính hiệu suất. Cô tóm tắt đề luôn nghe, cô không ghi phương trình lại đâu ha. Bởi vì lý thuyết á, các em theo dõi phần lý thuyết tổng hợp phẫn tổng hợp nước 3. Như vậy cô tóm tắt đề hỗn hợp ban đầu cô có gì đây? A bằng 4 và B bằng 14. Và hỗn hợp sao vẫn là cái gì đây? Gồm có nitơ, hydro và NH3. 4 trừ x, 14 trừ 7. Và hãy này mình nhớ rồi là cái bước này mình cũng không cần ghi luôn. Hỗn hợp khí sao vẫn có số mol là 4 trừ x. Thôi làm nhanh đi. NA ra bao nhiêu? Bằng 4 cộng 14 bằng 18. NB là bằng 16,4. Vậy cô có x bằng NA trừ NB. NA trừ NB. Tất cả chia 2. NA là bằng 18 trừ cho 16,4 chia 2. Bằng nhiêu đây? 18 trừ 16,4 là 18 trừ 16,4 là còn 1,6. Kết quả là 0,8. Bây giờ có x rồi, yêu cầu tính hiệu suất. Muốn tính hiệu suất thì phải so sánh. Là A trên 1 là 4 trên 1 và 14 trên 3. 4 trên 1 là 4, 14 trên 3. 14 trên 3 là bằng 4,66. Như vậy là hiệu suất tính theo nitơ. Như vậy hiệu suất là bằng số mol nitơ phẫn chia cho số mol nitơ ban đầu nhân 100 bằng bao nhiêu nhỉ? Nitơ vẫn là x là 0,8 chia nitơ ban đầu là 4 nhân 100. Đáp số ra bao nhiêu? 20%. Rồi, bài số 2 nè. Một hỗn hợp gồm 8 mol nitơ và 14 mol hydro. Một hỗn hợp gồm 8 mol nitơ và 14 mol hydro được nạp vào bình kính có dung tích được nạp vào bình kính có dung tích 4 lít ở 0 độ C. Thực hiện vẫn. Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng, đưa về nhiệt độ ban đầu. Thì áp suất của bình lúc này bằng 10 phần 11 áp suất ban đầu
Đề yêu cầu là tín hiệu xuất phưởng và tính áp suất của bình sao phưởng. Như vậy là tóm tắt đề nha. Tóm tắt đề nè. A là bằng 8 nè. B là bằng 14 nè. Mình có là A là bằng 8 cộng 14 là 22 nè. Đề cho là PA trên BB là BA là áp suất ban đầu nè, BB là áp suất sau ứng là bằng 11/10. Nhớ hệ áp suất bình sau ứng là bằng 10/1. Áp suất ban đầu và áp suất ban đầu chia áp suất sau ứng là 11/10. Mà cái này là bằng NA trên NB. Vậy suy ra vì nhiệt độ không đổi hay không? Nhiệt độ không đổi nên áp suất tỷ lệ số mol luôn. Như vậy là NB bằng bao nhiêu đây? NB sẽ bằng 22 nhân 10 chia 11 là 20. Vậy cũng có x bằng NB NA trừ NB tất cả chia 2 là bằng 22 trừ 20 chia 2 bằng 1. Bây giờ tính hiệu suất đầu tiên rồi nè. Bây giờ hiệu suất đầu tiên là so sánh trước. Là 8 chia cho 1, 14 chia 3. 8 chia 1, 14 chia 3. 8 chia 1 là 8, 14 chia 3 bốn mấy. Vậy là cái này lớn hơn. Vậy hiệu suất tính theo Hiro. Vậy hiệu suất là bằng Hiro phưởng chia Hiro ban đầu. Hiro phưởng là nhiêu nhỉ? Là 3x là 3 nhân 1 chia cho 14 nhân 100 là mấy con? 3 chia 14 nhân 100 21,43%. Đề yêu cầu là tính áp suất của bình là sao phưởng, tức là yêu cầu tính BB. Bây giờ mình tính BA. BA là bằng NA nhân R nhân T chia V của bình. NA là bằng 22. R là 22,4 chia 2,3. Độ T là 0, độ C là 0 cộng 2,7,3. V là 4 lít. Vậy là mình có 22 nhân 22,4 thì chia 4. Ra 123,2 ATM. Vậy mình có BB bằng 10/11 lần BA. Tính luôn. Nhân 10 chia 11. 112 ATM. Bây giờ là cho 1 lít nitơ và 3 lít hydro vào bình phưởng. Sau phưởng thu được hỗn hợp có tỷ lệ có thể tích là 3,75 lít. Yêu cầu là tính thể tích NH3, tính V của NH3 thu được và hiệu suất của phưởng
Các em lưu ý là cái bài này á, là để cho là các khí đo cùng điều kiện. Đo cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Thì lưu ý là đề bài ở đây không cho điều kiện tiêu chuẩn, không cho điều kiện tiêu chuẩn. Vậy thì mình coi như cái thể tích là số mol luôn. Mình coi cái thể tích là số mol luôn nha. Vậy là mình có A bằng 1 nè, B bằng 3 nè, NA là bằng 4 nè. Còn hỗn hợp sao vẫn là NB đề cho là 3,75 nè. Vậy cô có x bằng NA trừ NB trên 2 là 4 trừ 3,75 chia 2 bằng. Không có 1,25. Vậy thể tích nữa 3 thu được là bằng 2x, là bằng 0,25 lít. Còn hiệu suất thì các em phải so sánh nha. So sánh đi tờ này, 1 chia 1 thì là 3 chia 3 bằng nhau. Vậy hiệu suất tính theo ai cũng được, tính theo liter hoặc hydro đều được. Hiệu suất là bằng liter phản ứng lý 0,125 trên nitơ ban đầu là 1 nhân 100 là bằng 12,5%. Bây giờ là cho một bình kính dung tích 112 lít, trong đó chứa nitơ và hydro theo tỷ lệ thể tích là 1:4 ở 0 độ C và áp suất là 200 atm với một ít chất xúc tác thích hợp. Lúc nóng bình một thời gian, sau đó đưa về 0 độ C, thấy áp suất trong bình giảm đi 10% so với áp suất ban đầu. Để yêu cầu hai cái là tính số mol của NH3 thu được và tính hiệu suất điều chế NH3. Cô viết cái đề ha. Cho một bình kính dung tích 112 lít. Trong đó chứa nitơ và hydro theo tỷ lệ thể tích 1:4 ở 0 độ C và 200 ATM với một ít chất xúc tác thích hợp. Chất xúc tác mình không quan tâm nha. Nung nóng bình một thời gian, sau đó đưa nhiệt độ về 0 độ C, thấy áp suất trong bình giảm 10% so với áp suất ban đầu. Để yêu cầu là tính số mol NH3 thu được và tính hiệu suất phản ứng. Bây giờ các em lưu ý là cái bài này là đề không cho thể tích của các khí, nhưng mà đề do thể tích của bình.
Các em lưu ý là thể tích của bình là 112 lít thì thể tích của khí nitơ và hydro tổng cộng sẽ là 112 lít. Nhưng cái thể tích này á, là người ta không có nói là đo cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Khi mà người ta không nói đo cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất thì bắt buộc mình phải tính về số mol, chứ mình không có lấy cái thể tích đó để mình không có lấy cái thể tích đó để mà mình coi như nó là số mol. Giống như bài trước là nó là cho cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, người ta không cho áp suất, không cho nhiệt độ. Vậy thì mình lấy cái thể tích đó tính luôn. Nhưng đây là bài mà đề cho biết nhiệt độ, cho biết áp suất, cho biết thể tích. Và thể tích của bình chính là thể tích của hai khí nha. Vậy bắt buộc mình phải tính ra số mol. Thì mình có này, thể tích của khí nitơ là mấy? Là bằng 512 này. Chia 5. Vì răng chia 5. Vì theo tỷ lệ 1:4 nghĩa là có tất cả 5 phần bằng nhau. Như 5 trong đó, nitơ chiếm 1 phần. 112 chia 5 là bao nhiêu? 112 chia 5 là bằng 22,4 lít. Nhớ là đề bài ở đây không cho theo điều kiện tiêu chuẩn nha. Tương tự thể tích của khí hydro là 112 chia 5 rồi nhân cho 4 thì chiếm 4 phần. Là sẽ ra 89,6 lít. Cô áp dụng công thức N bằng B nhân V chia RT tính ra số mol nitơ ban đầu. Áp suất là 200. Thể tích của nitơ chiếm là 22,4. Cái này là chia 22,4 chia 273. Nhiệt độ là 0 cộng cho 273. Này rút gọn này, vậy là nitơ là 200 mol. Rồi tương tự số mol khí hydro cũng vậy, P nhân V chia RT. Cái này là áp suất là 200 nhân 22,4 chia 22,4 273 nhân 0 cộng 273. À cái này là 89,6 chứ. Là 200 nhân 4 là 800 mol. Như vậy số mol hỗn hợp ban đầu là bằng 200 cộng 800 là bằng 1000 mol. Mình thấy số mol lớn mình đừng có vấn đề gì ha, bởi vì đây là bài toán tổng hợp nước 3 trong công nghiệp mà cho số lớn. Rồi, đề bài nói như vậy là PA là bằng 200. Nói so vẫn là áp suất giảm đi 10% so với ban đầu. Như vậy là áp suất chỉ còn lại bằng khoảng 90% ban đầu thôi. Là 200 nhân 90 chia 100 là bằng 180 ATM. Mà vì là nhiệt độ trước và sau bằng nhau cho nên mình có NA trên NB bằng PA trên PP. Vì thế đó tính NB bằng lấy 1000 nè nhân 180 nè chia 200 nè ra 900. Như vậy thì đó cô tính x bằng 1000 trừ 900 đem đi chia 2 là còn 50 mol. Vậy số mol NH3 tạo thành là bằng 2x bằng 50 nhân 2 bằng 100 mol. Còn hiệu suất thì phải so sánh nha. Là 200 chia 1 và 800 chia 3. Vậy thì hiệu suất tính theo nitơ. Hiệu suất bằng nitơ vẫn là x 50. Chia nitơ ban đầu là 200. 50 chia 200 là 25%. Đề phối A năm 2010 hỗn hợp x gồm nitơ và hydro có tỷ khối so với heli bằng 1,8.
Đun nóng ít một thời gian trong bình kiến có bột sắt làm xúc tác, thu được hỗn hợp khí y có tỷ khối so với HA bằng 2. Về hiệu suất của phản tổng hợp NH3 là đối bài này thì có hai cách giải. Cách giải nhất là đề không cho số mol, không tính được số mol. Vậy thì có thể coi số mol hỗn hợp khí ban đầu là 1 mol. Thì cách giải này cô sẽ làm sao? Bây giờ ban đầu số mol là AB, M lớn X chia M lớn heli là bằng 1,8. Vậy M lớn X bằng nhiêu đây? Bằng M lớn X là bằng 1,8 nhân M lớn heli là 4 là 7,2. Mà M lớn đi là có hai hỗn hợp này, phải có áp dụng này. Hydro nitơ là 28 nhân A, hydro là 2 nhân B, chia tổng số mol A cộng B là bằng 7,2. Quy đồng lên 28A cộng 2B bằng 7,2A cộng 7,2B. 28 mà trừ 7,2 còn 20,8A bằng 5,2B. Thì đây rút ra B bằng 4A. Rồi như vậy là số mol hỗn hợp A là bằng bao nhiêu? Là bằng A cộng B là bằng 5A. Rồi bây giờ hỗn hợp khí y rồi có nitơ dư, hydro dư và NH3 thì M lớn y bao nhiêu? Bằng M lớn heli nhân 2 nhân 8. Rồi mình có NA trên NB bằng MB trên MA. Rồi từ đó tính ra NB bằng NB là bằng 7,2 nhân 5,8 9,5A. Vậy mình có x bằng 5A trừ 4,5A chia cho 2 bằng 0,25. Thì yêu cầu tính hiệu suất. Muốn tính hiệu suất là so sánh trước đã. A chia 1 và B chia 3. Mà B là bằng 4A. Vậy này nhỏ hơn. Vậy hiệu suất tính theo nitơ, hiệu suất bằng phản ứng là x 0,25A chia ban đầu là A nhân 100 bằng 25%. Rồi cái bài này á, mà nếu mà làm theo cách khác á, thì cô coi như ban đầu là A cộng B bằng 1 mol nè. Chưa? Rồi cũng giống như trên này là cô có M lớn X là bằng 28A cộng cho 2B. Chia A cộng B là chia 1 là bằng 7,2 nè. Rút ra là 28A cộng 2B bằng 7,2 nè. Chưa? Rồi A cộng B bằng 1 mol, cái cô giải ra AB nè. Là 1, 1, 1. 28, 2, 7,2. Giải ra A là bằng 0,2 và B là bằng 0,8. Sau đó thì tính giống như các bài trước. Tính giống như vậy đúng không? Cái cách này mình chỉ dùng khi mà đề không cho mình bất cứ dữ kiện nào để mình có thể tính ra số mol. Thì mình coi như là tổng số mol hai chất ban đầu là 1 mol. Các em có thể coi là bằng 4 mol, bằng 5 mol hay là bằng 100 mol, vân vân. Thì kết quả nó cũng sẽ ra cuối cùng hiệu suất là 25%. Bài tiếp theo này cho hỗn hợp khí nitơ và hydro theo tỷ lệ 1:3 về thể tích vào một bình kiến ở nhiệt độ 15 độ C và áp suất là P1
tạo điều kiện để phưởng xảy ra tại thời điểm nhiệt độ là 663 độ C và áp suất lúc này sẽ là B2 bằng 3 lần B1 thì hiệu suất phản ứng là bao nhiêu? Thì cái bài này mình lưu ý là cái bài này là nhiệt độ nó không ổn định nha, không có giữ nguyên như lúc ban đầu nha. Nitơ và hydro theo tỷ lệ 1:3 về thể tích người ta không giáp suất nên mình cũng không thể tính ra được số mol. Mình có là A1, mình có là A trên B là bằng 1/3, là B bằng 3A. Như vậy là cô có NA là bằng 4A. Còn nhiệt độ T1 á, là bằng 15 cộng cho 273 là mấy? 15 cộng 273 là 288 độ Kelvin. Mà mình lưu ý là sao ổn là nhiệt độ T2 là mấy? 663 cộng thêm cho 273 nữa. 663 cộng 273 là 936 độ K. 936 độ Kelvin. Và áp suất B2 là bằng 3 lần P1. Như vậy cô có NA trên NB là bằng P1 trên B2 áp suất đầu nha, nhân T2 trên T1 là mình sẽ có là B1 là B1 trên B2 là bằng 1/3 này, còn T2 là 936 này, T1 là 288, có là 936 chia 3 chia 288 nhân cho 4 nữa là 13/12. Từ đó suy được NB là bằng mười hai nhân bốn chia 13 là bằng 48 phần 13 a. Vậy thì đó tính x bằng 4a trừ 48 phần 13 a thì chia cho 2. 4 trừ cho 48 phần 13 rồi chia 2, còn 2 phần 13A. Vậy thì hiệu suất phản ứng là tính theo ai? Tỷ lệ là 1:3 nên tính theo ai được hết trơn. Hiệu suất là bằng nitơ phản ứng lý 2 phần 13A chia nitơ ban đầu là nhân 100. Nhớ nha, đây là không phải cùng điều kiện, cho nên là áp suất là ngoài tỷ lệ về số mol là còn nhân nghịch đảo nhiệt độ nữa. Hỗ hợp X gồm 2 khí nitơ và hydro theo tỷ lệ mol là 1:1. Hỗ hợp X gồm 2 khí nitơ và hydro theo tỷ lệ mol 1:1. Theo tỷ lệ mol 1:2.4 chứ quên. Nung ít ở nhiệt độ cao thu được hỗn hợp Y. Nung ít ở nhiệt độ cao thu được hỗn hợp Y.
trong đó NH3, trong đó NH3 chiếm 20% theo thể tích. Chiếm 20% theo thể tích. Tín hiệu số phận tổng hợp NH3. Tín hiệu số phận tổng hợp NH3. Thì các em lưu ý là lúc ban đầu cô sẽ có là nitơ là A, thì hydro sẽ là 4A. Nitơ là A thì hydro là 4A. Thì hỗn hợp Y là nitơ là A trừ X, hydro là 4A trừ X trừ 3X chứ. Và NH3 là 2X. NH3 chiếm 20% theo thể tích, nghĩa là cô có 2X nè. Chia tổng cái này. Tổng cái này là 5A trừ 2X là bằng 25%. Rồi quy đồng. Này 1/4 nè, rút gọn cho nó dễ. Vậy 8X là bằng 5A trừ 2X. Chuyển vế sang là 10X bằng 5A. X bằng 0,5A. Hiệu suất phản ứng là tỷ lệ 1:4 á, là hiệu suất phản ứng tính theo nitơ bằng nitơ phản ứng. Các em tự lập tỷ lệ ha. Nitơ ban đầu nhân 100, 0,5A chia A nhân 100 bằng 50%. Trời ơi, cái này chiếm 25, cho cô sửa thành đề 25%. Một hỗn hợp gồm thể tích khí nitơ và thể tích khí hydro là 1:3 cho đi qua bột sắt nung nóng ở 400 độ C. Khí tạo thành được hòa tan trong nước thành 500 g dung dịch NH3 5%, tính lượng nitơ đã sử dụng biết hiệu suất là 20%. Như vậy ban đầu cô có gì đây? Ban đầu là nitơ là A, hydro là 3A. Tỷ lệ 1:3 là tính hiệu suất theo A được hết trơn nè. Rồi, sao vẫn nè. Sao vẫn nitơ là A trừ X, hydro là 3A trừ 3X, còn NH3 là 2X. Mà cái lượng NH3 hòa tan trong nước thu được 500g dung dịch NH3 5%. Vậy là 2X nè, bằng 500 nè, nhân 5 nè. 500 nhân 5 chia 100, chia cho 17 nữa. 500 nhân 5 chia 100, chia 17, 1,47. Chia 2 là x. Yeah. Nhưng mà để yêu cầu tính lượng nitơ đã sử dụng, tức là tính A đó. Mà hiệu suất phản ứng là bằng gì? Hiệu suất phản ứng là bằng nitơ phản ứng. Nitơ phản ứng là x. Chứ nitơ ban đầu là A nhân 100 bằng 20. Vậy rút ra A bằng nhân 100 chia 20. Rồi từ đó tính khối lượng nitơ luôn. Nitơ đã dùng nhân 28. 102,94. Cái này ra số mol này. Nhân mol lớn 28 là ra gam.